Kính thưa quý vị, Bích Thủy và Nguyễn Cao Thăng vừa đem lại cho quý vị ca khúc Anh Không Chết Đâu Anh của Trần Thiện Thanh. Tiếp theo đây là nhạc phẩm Còn Chút Gì Để Nhớ, thơ của Vũ Hữu Định do Phạm Duy phổ nhạc, sẽ được mang lại với quý vị qua tiếng hát Nguyễn Xuân Thưởng. Sorry.